Tác giả vĩ đại người Brazil Nelson Rodriguez viết rằng mỗi quốc gia đều có một thảm họa lịch sử, với Nhật Bản là Hiroshima, với Brazil chính là World Cup năm 1950. Đó là vào ngày 16 tháng 7 năm 1950, 200.000 khán giả đội chủ nhà nô nức đổ về sân Maracana để chứng kiến giờ phút đăng quang của Brazil trong trận chung kết World Cup với Uruguay. Pháo sáng, quốc kỳ Brazil tung bay dập trời trên khán đài. Nhưng không, Uruguay gỡ hòa, Uruguay vượt lên, từ im lặng đến chết lặng. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn từ phút 66 đến phút 79, Brazil gục ngã trên thánh đường. Chức vô địch World Cup năm 1980 tưởng như hiển nhiên lại chẳng bao giờ tới. Các cổ động viên bắt đầu khóc, có người im lặng, người chán nản, vài người bị ngất và đám đông thì phát điên. Lịch sử gọi đó là thảm họa Maracana. Vua bóng đá Pele nói rằng Seleção sẽ xóa nhòa được nỗi đau của nửa thế kỷ trước bằng việc lên ngôi vương trên sân nhà 2014. Hiếm vô cùng Pele mới có được một dự đoán mà tỷ lệ chính xác lên đến 50%. Nỗi đau 1950 được xóa mờ rồi đấy, nhưng không phải bằng chức vô địch thế giới lần thứ 6, mà được thay thế bằng một thảm họa mới, đau đớn hơn, nhục nhã hơn bội phần. Brazil 1, Đức 7, hai chữ số trình ình trên khắp mặt báo thể thao thế giới sau trận đấu gây sốc nhất hè năm 2014. Trang bìa tờ Folha de São Paulo khiến người xem rùng mình bằng dòng tiêu đề lạnh ngắt: Brazil chi 11 tỷ đô la cho thảm họa quốc gia. Không một định nghĩa nào lột tả được nỗi đau của người Brazil, ngay cả khi giải đấu còn chưa khép lại, khi trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu, khi Oscar còn chưa ghi bàn thắng danh dự phút 90, khi đối phương còn chả thèm kèm người. Cái chết đã đến từ rất sớm trước đó. Giống như tiếng nhạc We Are One của Pitbull với Jennifer Lopez ở mùa World Cup 2014 vang lên, người hâm mộ trên khán đài vẫn ngân vang Waka Waka của 4 năm trước đó. Sự ngược ngạo đã được báo trước, chỉ là người Brazil vẫn đang mải mê nhảy điệu samba. Năm 2014 mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử không khí World Cup dạo dực hiện diện trên đất nước Brazil. Đây có thể nói là kỳ World Cup được mong chờ nhất từ trước đến nay. Công nghệ goal line chỉnh làng, Brazil sẽ lần đầu lên ngôi vô địch trên sân nhà. Tây Ban Nha sẽ bảo vệ thành công chức vô địch, hay Messi sẽ nâng cúp cùng Argentina. Bất chấp những khủng hoảng từ con số 55% người dân phản đối World Cup trên sân nhà theo khảo sát của tờ O Globo, bất chấp sự giận dữ về con số khổng lồ 7 tỷ bảng bỏ ra để tổ chức giải đấu trong khi chính phủ chưa giải quyết cặn kẽ những vấn đề xã hội. Nhưng bóng đá là bóng đá sẽ không màng đến chính trị, và Brazil vẫn cứ phát cuồng trong vũ điệu lắc hông mê hoặc, chở quả bóng Dracula lan trên sân cỏ. Trên đoạn đường dẫn đến sân vận động Estadio Itaquerao ngập chìm trong sắc vàng xanh, quốc kỳ Brazil tung bay, trăm nhân viên cảnh sát chật vật đảm bảo an ninh trước hàng nghìn người xếp dọc hai bên đường. Ở đại lộ Conde Frontin, một tác phẩm graffiti được dựng lên với dòng slogan nổi bật bật: đồng hành cùng đội tuyển Brazil. Huấn luyện viên Luis Felipe Scolari tuyên bố đây là World Cup của chúng ta. Neymar lên tiếng, sự ủng hộ của toàn thể người hâm mộ Brazil sẽ là cầu thủ thứ 12 của chúng tôi. Với tư cách là đội chủ nhà World Cup 2014, Brazil chính là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Khi giải đấu khép lại, họ đã đi vào lịch sử, nhưng là theo một cách rất khác. Tại giải đấu tiền World Cup cách đó một năm, Brazil vô địch Confederation Cup 2013 bằng phong độ thuyết phục với chiến thắng 3-0 trước đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha. Niềm hân hoan đến quá sớm đã che mờ đi những tồn đọng của đội tuyển luôn được nhiều người xem là số 1 thế giới. Bởi, như một lẽ thường tình trong bóng đá, cứ chiến thắng đi, lời chỉ trích nhanh thôi sẽ bị đập tan. Brazil khai màn vòng chung kết thế giới bằng chiến thắng 3-1 trước Croatia nhờ cú đúp của siêu sao Neymar và Oscar. Dù gặp những trật choạc ban đầu sau pha đá phản lưới của Marcelo, lượt trận thứ hai, tuyển vàng xanh bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Mexico và phải chia điểm trong trận hòa không đều. Lợi thế trong lượt trận cuối khi Seleção chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất bảng Cameroon, Neymar tiếp tục phong độ rực rỡ bằng cú đúp thứ hai giúp đội nhà giành chiến thắng đậm đà 4-1 và tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhất bảng A. Gặp đối thủ mạnh hơn, khó chơi hơn, Brazil chệch choạc, hú vía vượt qua Chile trên chấm luân lưu, nhọc nhằn thắng Colombia tại tứ kết nhờ công của bộ đôi trung vệ. Đây là lúc nước mắt đã bắt đầu rơi ở Brazil. Neymar òa khóc đau đớn sau cục ngã trên sân sau pha lên gối mang tính triệt hạ của Zuniga ở những phút cuối trận tứ kết. Dốc cạn vốn liếng để vào đến bán kết, Brazil lấy gì để thắng Đức? Nếu được quyền bầu chọn, nhất định tôi sẽ bỏ phiếu cho bộ ba Hulk, Fred, Bergner
là hàng tấn công tồi tệ nhất lịch sử Seleção. Đội trưởng David Luiz với cái giá đắt đỏ cho một trung vệ, nhưng tính tình thất thường thì mãi chưa được cải thiện. Julio César đã qua thời kỳ đỉnh cao, anh đến World Cup sau nửa mùa giải ngồi dự bị ở Queen Park Rangers, thuộc giải hạng nhất Anh. Dante được chám vào vị trí của trung vệ Thiago Silva, người vắng mặt sau khi bị treo giỏ. Bất ngờ nhất khi Scolari đưa Daniel Alves vào thay lão tướng Maicon ở bên cánh phải. Từ trong đường hầm, toàn đội Brazil cuống cuồng trong nỗi nhớ Neymar. Luis và César mang theo áo số 10 của tiền đạo sinh năm 92 trong lúc hát Coca. Đối diện với mất mát, hàng nghìn cổ động viên mang theo bên mình chiếc mặt nạ in hình siêu sao của họ. Hàng triệu người chắp tay cầu nguyện, nhưng phép màu thì không phải lúc nào cũng ứng nghiệm. Chỉ mất 11 phút để các học trò của huấn luyện viên Joachim Löw sút tung lưới Seleção bằng pha đệm bóng cận thành của Müller từ tình huống đá phạt bên cánh phải. Hiệp 1 mới trôi đi 30 phút, bảng tỷ số đã là 0-5 nghiêng về đoàn quân xe tăng. Thủng lưới bàn thứ hai, họ bắt đầu bối rối, họ không còn giữ được sự tổ chức ở trên sân nữa, các khoảng trống quá lớn và chúng tôi cứ thế tận dụng và ghi bàn, Müller nói. Một bàn, hai bàn rồi ba bàn, bảng tỷ số liên tục nhảy. Lão tướng Klose ghi bàn thắng thứ 16 cho đội tuyển Đức ở World Cup ở phút thứ 23. Vẫn chưa hết choáng váng. Chỉ một phút sau đó, Toni Kroos tung cú sút chính xác nâng tỷ số lên 3-0 từ đường căng ngang của đội trưởng Philipp Lahm. Vẫn là tiền vệ mang áo số 18 một lần nữa lập công, nâng tỷ số lên 4-0. Phút 29, Sami Khedira tiếp tục gieo sầu cho cổ động viên đội nhà với pha đệm bóng chính xác trong tư thế không bị ai kèm. 76 năm trôi qua, từ năm 1938, đội tuyển vàng xanh mới để đối phương ghi 5 bàn trong một trận. Không hiểu nổi, tôi chỉ bỏ lỡ trận đấu ít phút vì đi vệ sinh, thế mà khi quay lại, tỷ số đã là 4-0 rồi, một cổ động viên tếu táo viết trên mạng xã hội. Tuyển Đức đã họp mặt rất nghiêm túc trong giờ giải lao về đối sách trong hiệp 2, một vài cầu thủ thiện chí với ý nghĩ sẽ đá nương chân trong hiệp 2 để Brazil bớt mất mặt. Chúng tôi đã nói với nhau rằng cần phải thể hiện sự tôn trọng với đối thủ, Matt Hummel nhớ lại, nhưng không, Đức không làm thế. Khi bàn thắng danh dự với chủ nhà còn chưa đến, thì Schuller ghi hai bàn liên tiếp ở phút 69 và 79, đưa tỷ số lên thành 7-0. Hai bàn thắng cho thấy rõ ràng màn trình diễn tệ hại của hàng thủ xứ Samba. Brazil không còn là một tập thể, mà là những cá thể rời rạc đến khó hiểu. Giữa các thủ gần như không có bất cứ một sự kết dính nào. Chưa bao giờ trong lịch sử World Cup có một đội bóng ghi đến 7 bàn tại bán kết. Đêm 8 tháng 7 năm 2014, Dante và các đồng đội đã tạo ra lịch sử. Chỉ có điều, nó không đẹp như mong đợi, mà là một kỷ lục đáng xấu hổ. Ở một nơi mà bóng đá được tôn thờ như một thứ tôn giáo, mọi người dân đều xem trái bóng tròn như đam mê bất tận, thì một thất bại càng khiến nỗi đau nhân lên gấp bội. Nỗi nhục quốc thể, đó chính xác là những gì mà truyền thông Brazil miêu tả cho thất bại khó tin của đoàn quân huấn luyện viên Seleção. Thất bại đó rất đau đớn. Dante thậm chí ước rằng mình sinh ra tại một đất nước khác để không phải chịu sự đai nghiến cay nghiệt như tại Brazil. Ngay cả một chút danh dự vất vát cuối cùng trong trận tranh hạng 3 với câu lạc bộ Màu Da Cam, thầy trò huấn luyện viên Scolari cũng không gắng gượng nổi. Thua Đức 1-7, thua nốt Hà Lan 0-3, nền bóng đá lớn nhất thế giới bị nhấn chìm trong một tấn bi kịch. Chút hy vọng mong manh trong ngày khép lại kỳ chung kết kinh hoàng, người Brazil muối mặt đến sân Maracana một lần nữa để cổ vũ cho tuyển Đức. Chúng tôi buộc phải cổ vũ tuyển Đức, tôi không muốn thấy Messi và Argentina lên ngôi trên đất Brazil. Họ đã tọa nguyện, Messi nhìn chiếc cúp vàng trong bất lực và đôi mắt thèm thuồng, còn đối thủ dã họ 7 bàn ở bán kết, chính thức đăng quang. Khi tỷ số là 0-5 nghiêng về tuyển Đức lúc kim đồng hồ mới chỉ nhích đến 9:30 phút, nhiều người vỡ lẽ, Brazil hóa ra chỉ là một đội bóng tầm thường. Nhưng thật ra, đội chủ nhà đã là một đội bóng bình thường từ trước đó, với loạt lỗ hổng to tướng từ thượng tầng kiến trúc của nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới. Nhưng giới cho bù thì nhắm mắt cho qua. Gạt đi nỗi buồn thăm thẳm trong hè 2014, giá trị thật của bóng đá mới là thứ cần người hâm mộ và những người đứng đầu nền bóng đá nước này quan tâm đúng mực. Thật buồn cười, khi Brazil thủng lưới 7 bàn trước Đức, thì người ta lại bắt đầu đi giao giảng về tầm quan trọng của Thiago Silva. Từ bao giờ người Brazil chú tâm đến những ngôi sao hàng thủ và bao biện về thất bại của đội? Khi Silva trở lại, Brazil vẫn thủng lưới trong trận tranh hạng 3 đấy thôi, vốn cũng xuất phát từ những lỗi chết người từ hàng thủ. Nhìn lại lịch sử, đội hình của Brazil qua bao năm vô địch thế giới chưa bao giờ được coi là hoàn hảo. Họ chiến thắng nhờ sự gắn kết của đội hình và sự phi thường của những cá nhân kiệt xuất. Cái thời tài năng của cá nhân che mờ những sai lầm chiến thuật đã qua từ rất lâu rồi. Cán cân quyền lực trong đội tuyển vàng xanh cũng có nhiều xáo trộn khi mà các siêu sao ở hàng phòng ngự ngày càng nổi danh với giá trị chuyển nhượng đắt đỏ. Thiago Silva,
David Luiz, Marcelo, Dani Alves, Maicon. Nhưng xây dựng một đội tuyển vàng xanh máu lửa sang lối đá chặt chẽ khoa học theo lối đá hiện đại, Scolari đã thất bại. Những bản hợp đồng bom tấn triệu đô đã vắt kiệt sức ở cấp độ câu lạc bộ và khi về đội tuyển họ rời rạc, thiếu gắn kết với đôi chân nặng trĩu như đèo chỉ. Hoa Kim Lớp từng tuyên bố, trong đội hình đội tuyển Đức không bao giờ có chuyện đặt lợi ích của một cá nhân nào lên trên thành tích chung của cả đội. Đó là cách người Đức đã dạy Brazil chơi bóng đá ở trận bán kết World Cup 2014. Vắng Neymar, Brazil như mất linh hồn. Sự thần thánh hóa một cá nhân thực sự là một con dao hai lưỡi, giết chết sự hoa mỹ và biến Brazil trở thành trò hề trước người Đức. Chưa bao giờ Brazil thiếu vắng các tài năng đến thế. Brazil phải học cách cởi bỏ tấm áo choàng lấp lánh và hình ảnh ngạo nghễ năm chiếc cúp vàng trong phòng truyền thống. Họ phải gạt phăng đi sĩ diện tầm thường để nhìn thẳng vào nỗi nhục quốc thể vừa rồi mà đứng lên, thử hỏi xem tư duy chơi bóng của họ đã lạc hậu so với thời hiện đại như thế nào. Năm 2013, José Maria, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Brazil phát biểu, Brazil 5 lần vô địch World Cup, nhiều hơn bất cứ ai, Brazil có những cầu thủ hay nhất thế giới, huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, Brazil chẳng cần phải học hỏi từ ai về cách làm bóng đá. Trước đó, Marin khước từ khao khát dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil của Pep Guardiola. Cuối cùng, Luis Felipe Scolari ngồi vào chiếc ghế nóng Seleção bởi lý do tuyển Brazil phải do người Brazil huấn luyện. Số phận trêu ngươi, thảm họa lớn nhất lịch sử bóng đá Brazil ngày 8 tháng 7 năm 2014 trên sân Mineirão, Brazil thảm bại 1-7. Scolari cúi gằm mặt trên băng ghế chỉ đạo. Marin thất thần trên khu vực khán đài VIP. Scolari rời khỏi chiếc ghế nóng, còn Marin rời ghế chủ tịch CBF hơn một năm sau cùng với loạt cáo buộc gian lận và tham nhũng. Nhục nhã là cảm giác chẳng mấy dễ chịu, nhưng nếu nhờ vậy mà nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm, có lẽ bản thân người Brazil cũng tìm được chút khoái cảm le lói. Để rồi Copa America 2019 là món quà đáp trả người hâm mộ tuyệt vời nhất từ các vũ công Samba.